Chào mọi người, quay lại cái máy phân cụ của mình nhé. Hôm nay thì mình có một số máy như thế này đây, mấy cái để bộ inverter này, mấy cái bộ này giới thiệu tới mọi người nhé. Trước khi vào video thì mình xin cảm ơn tất cả mọi người vì những cái like, đăng ký và ủng hộ của mọi người nhé. Rồi mọi người có muốn mua gì thì cứ comment xuống dưới phần bình luận ấy, rồi cùng comment cảm xúc đôi gì tùy mọi người nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua này. Hôm nay có mấy cái sạc này, mấy cái sạc này cũng khá là rẻ nha mọi người, mấy chục rồi mấy trăm cũng có, mấy chục cũng có. Cưa, con cưa là tí một tấc 35 kìa, 12V là tí một tấc 35 khá hiếm. Khoan boss rồi, vịt Multipana, vịt đa năng đó. Rồi con này cũng là vịt đa năng Makita 14 này, TP1310 này, bốn chức năng. Rồi con khoan Makita, con khoan này, rồi bot, vịt bot, bu lông bot, có vịt ở giữa, cưa kiếm. Đồ này mình cũng không biết bộ gì, nhưng mà mình nghe lượng thoại người ta kêu là thảo từ mày lành ra rồi là bộ inverter từ 12 đến 220 cái hay là 110 gì đó, mình cũng không rõ về cái này. Mình thấy có hai bộ mà cũng chẳng biết thử sao, thôi cứ để đây rồi bán giá rẻ về trái để về mọi người nghiên cứu. Đây phụ kiện, đây sạc bàn vít, có con bàn vít Makita nó đi Nhật này, con vít Hilti, này hư rồi. Thôi thì đầu tiên mình vào trước mấy cái này trước nhá. Đầu tiên mấy cái sạc này trước nha mọi người. Sạc thì đây, ở đây mình có một đống sạc hứ, sạc nói chung hứ thì không biết có hứ hay không, nhưng mà nó bị cắt dây rồi này kia. Mình cũng là nói chung trong đồ về thì mình thì đó thôi, có một cục này này, nó ghi này made in Japan này, 9V 2A, 9V 2A này dùng cho wifi với mấy cái sạc bình thường cũng rất là hay này, nhưng mà nó ghi ở đây là sạc pin nữa nha mọi người. Đó, battery chain này, chỉ mua 2A này của Aqua, mấy đi nhập pin nữa. Đây một cục này, rồi mấy cục này là mấy 14V6 này, 14V6 nó cắt dây đây rồi này. Cục này 14V6 4A, 14V6 4A, không biết 14V6 này sạc cái gì mình cũng không rõ này. Cái này thì chưa cắt dây này, cái này cắt dây rồi này. Đây có cục, đây có cục 16V8 2A, nó cắt hai đầu luôn này. Nói chung là những cái này thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà theo mình nghĩ với cái giá của mình bán á, thì một cục này cũng là đã đủ, gọi là đủ tiền của những cục này rồi nha mọi người. Cái này thì số 1, 5 cục này, 5 cục này khoảng 30 ngàn đấy, 5 cục 30 ngàn. Thì tại vì với giá 30 ngàn á, thì mọi người cố gắng mua thêm cái gì nữa rồi mình gửi luôn. Chứ còn có một mình cái này thì đóng gói được tiền ship đồ chí nó cũng khá nhiều, nên mình không thể bán riêng lẻ nó được nha mọi người. Số 1 30, 30 thì tính ra một cái có khoảng là 6 ngàn à, 5 ngàn tới 6 ngàn gì chứ mấy, 5, 6, 30, 6 ngàn một cục sạc, 6 ngàn này. Đó, sạc này. Số 1 30 nha mọi người, 30 ngàn. Đây tiếp, đây có cái sạc Hilti mà nó bị bắn đính này, bàn đi này, không biết mạch ở trong có bị gì hay không thì mình cũng không biết này, chưa mở ra đây này, chưa mở ra nha mọi người. Đó thì bên bạn coi như bạn xác để mọi người về lấy, đồ lấy tù lấy mạch lấy phép lấy, nói chung là mình nghĩ mọi người lấy tù lấy nhôm lấy đông nó chỉ trong này là cũng giữ tiền bên bạn thôi nha mọi người. Một cục này thì 80, cục số 3 80, 80 chứ không phải 800 nữa nha, 80 nhé, 80. Rồi còn cái bộ này, bộ này thì đi nói rồi mình không có biết sống chế chết cái này nhôm này, nói chung là về mọi người thảo bán vé chai với lấy đông với lấy tù đó mọi người cũng lời được nha mọi người, nên mình sẽ bán về giá vé chai thôi. Một cục này mình bán 60 ngàn. Số 60 gì thôi, mình bán hai cục này một lần, không có bán lẻ nhá,
hai cục một đứa, sáu chục hai cục là 120, 3 120 ngàn, 120 ngàn là hai cục này nha mọi người, cục 60, 6 ngàn này, 60 này, 780 này, có đủ nha mọi người. Rồi tiếp, sạc, cọc sạc này, sạc này Makita DC18SD, cục này sạc chậm, dòng chỉ có 2A thôi nha mọi người, dòng chỉ có 2.6A thôi, thích hợp, cái này là thích hợp để dùng cho pin, pin động nhận sạc riêng, pin động mới dùng dùng sạc riêng, nhưng mà pin của Trung Quốc á, thì cái dòng sạc nó rất là thấp, nó không đủ như sạc riêng được, nếu không có thể dùng như pin riêng được, nếu không dùng chỉ 5A được, thì nói chung là mình thấy người ta rất là thích cái này, rất là thích cái này, vì cái này là sạc dùng chuyên, là dùng thích hợp nhất để dùng cho pin động mới mà dùng sạc riêng, vì cái sạc vì cái dòng nó là dòng thấp. Là dùng cục này về bao nhiêu thì bấy nhiêu à, rất là ghê. Cục này thì điện 100, tất cả sạc ở đây là điện 100 hết cho mọi người. Mấy cái kia thì mình không biết kìa, mấy cái 5.000, 3.000, 6.000 kia mình biết, nhưng mà mấy cục sạc này là điện 100 hết. Rồi cái này mình biết 4 4 bao nhiêu nhỉ, 350. Cục này là ai mà động pin mới mà dùng sạc riêng á, rất là thích cái này nè. Rồi tiếp, cục sạc, đây là sạc pin trượt Makita, Makita từ 742 tới 12 18V 4 18V nha mọi người. Nó ghi thông số ở vậy. Rồi cục sạc Hitachi 18V. Cái này là sạc vừa 14 18V, pin trượt rồi không nhá. Dòng sạc của cái này 7.5A, cũng thấp, không phải như guitar Makita tới 9A rồi. Cái này cái số 5. Số 5 thì bên bạn về giá là 300 nha mọi người. Sạc riêng thì 100 nhá. 5 300 đó. Tiếp ở đây còn một con vít vít Hilti 14V, mà nói chung là này, đồ này thì đồ mới về, nhưng mà nó thật là ở bên Nhật người ta cũng biết sửa chữa chứ không phải không biết sửa chữa đâu nha mọi người. Đó, nó cũng tháo ra tay lẽ này, bên biết là trong này còn đủ đồ hay không này, thật sự bên biết đó nè. Nhưng mà nói chung là nó tè lè như thế này thôi, nếu mình không có mở ra giòn rửa hay là kiểm tra gì cũng cứng lên này, nếu mình bắn đài thôi, coi như bạn mày chết nha mọi người, bạn mày chết thôi nhá. Chân pin cũng nói chung mình bạn mày chết. Về mọi người ở Phúc Kiến, mình bán với giá là 200.000. 200.000 này thì mình nghĩ là mọi người chỉ cần lấy cái đầu này này, bộ số này này, rồi giữ tiền thôi, chưa kể là cuộn từ rồi mạch đủ thứ vỏ việc, thì mình bán 200.000 là kỳ bộ số này, 200.000 là giữ rồi nha mọi người, mình bán giá đó thôi, 6.200, coi như là bạn mày chết thành thiếu đủ hay vì đó mình quan tâm, nhưng mình nghĩ là từ cuốn thôi chứ mạch thì chắc là con ok à, 200 nha mọi người. Rồi tiếp tới con này đi. Số mấy đó, số 6 rồi. Tiếp tới con này. Con này là Catirenati 12V. Dòng này dòng đời mới chứ không phải như cái mấy cái trước mình bán là dòng đời cũ. Con này lưỡi hai mặt này, hai bên này. Mòn bên này thì trở lại cắt bên này. Con này tí 3/8, tí 10 nha mọi người. Tí 3/8, tí 10. Thì như nó còn có cái đèn ở đây này. Với lại nó là sóng một chu trình của nó là từ ngắt. Tầm như con cũ đời cũ á là nó chạy thẳng luôn. Còn con này sóng một chu trình của nó là hồi về nó từ ngắt. Đây, cái chân pin trong này hơi dơ, thì về mọi người thử không được thì phải kẹp nhá, chứ đừng nói là không có chạy nhá, tại cục pin nó có tiếp xúc kém ấy mà chưa dọn đây này. Đó, nó sẽ ngắt cho mọi người đây đó. Đó, cứ hết một chút tin là nó sẽ ngắt, tí 3/8 là tí 10 nha mọi người. Đó, con này thì máy này phải đề mới hết, mới hơn mấy con 3560, 35 mấy đây cũng biết này, 3561 đúng không, con này 3561. Con này con có cái mạch, một bảng mạch từ ở trong đấy ngắt nghiệt trong đấy này, từ 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 ra trong này mình cũng rõ đấy. Số 7, con này mình bản thân máy vỏ pin 600 nhá, thân máy vỏ pin 600. À,
Số 8. Số 8 ở đây là con cưa kiếm hữu tí 36V. Con cử con đô là giống ngoài hình thì cũng con ok. Tém cũng con đẹp. Đó. Cái này là đây. Nó bị bắn đính ở đây này. Ở đây này. Bắn đính ở đây rồi đây. Thì ở đây thì giữa chân về chân để này thì mình nghĩ cũng không sao đâu. Mà nó thật nếu nó sao á thì vứt luôn cả cái chân để nữa. Chế vô pin 18 24V chứ đó chạy mình nghĩ là sướng hơn à. Hôm bữa mình để cái này nhá, mình chế pin 18V vào, vứt luôn cả cái bảng mạch chân này. Mình vứt luôn cả cái bảng mạch chân ở dưới này, mình chỉ để hai chân âm dương thôi, dưới cái con này. Đó, dưới cái con này. Bỏ cái chân để mang cái tao vào đây, chạy rất là đà. Mình thử rồi. Con có đưa tóc 6 cấp đôi chi ở đây nữa này. Thử rồi thì thấy chạy rất là sướng. Và với lại cái giá mình bán á, thì thật ra về mọi người bán phê liệu con này cũng đủ. Nhôm này, toàn là nhôm này. Công tắc là đông này. Trong rotor cũng đông, rotor to chả bả luôn. Thì mình bán 300 nha mọi người. Số mấy rồi? Mấy rồi? 7, 8. 8. Mình bán coi như mày chết thôi. 8, 300. 300. Mua ký 150 ngàn. Con này phải 4-5 ký á. Còn có 300 ngàn nè. Đó, đâu ai hiểu. Đây. Con bánh vít Makita 10. Không, con này điện 110V. 110V. Cái bên này nảy tay cả nhá. 110V 4,8A 400W. Tua là 3.500, tua 3.500, 2.800 tới 3.500, quá đỉnh nha mọi người. Đó, đó, bật vịt điện 110V. Này, dây, dây cũng dây xin luôn này, dây nhật luôn này. Để thử cho mọi người xem, có móc miệng đôi đàng hoàng luôn này. Này, bật lên là có đèn báo nguồn này, móc này. Có đây là đây nè này. Điều tốc đàng hoàng nha mọi người. Mọi người nghe cái tiếng này này. Đó, tiếng là chứng tỏ là từ cái cục nam chấm ở phía trong á nó mạnh, nếu mà có cái tiếng đó nha mọi người. Mà mạnh á thì máy rất là khó cháy. Bốn trăm watt là hơn một nửa con khóa bê tông nữa đó, chứ không phải nhẹ, không phải yếu đâu. Con này bật vít thì thôi, đừng hỏi đồ đỉnh. Bật vít cho 400W là ngon rồi lắm đó đấy. Mà thêm hai máy mới nữa nha mọi người. Máy mới nè. Đó, dây giờ đồ đàng hoàng. Dây to chứ không phải nhỏ đâu. Nè, máy mới này, tem đẹp này. Đó, thấy chưa? Ở trong cũng đẹp đó. Con này con số 9 600. Có đèn bảo nguồn nó đang hoàng. Ở trong chơi đâu này đi mình chơi mấy cái nên thì định rồi. 9 600. Rồi, 10. 10 có con này. À, để mình giới thiệu con này xong rồi mình tới con này. Con này không chột than này. À, tại có pin á. Con này là boss khoan boss 14V. Boss 14V. Đó. Đầu này là hình như đầu kẹp 13 mọi người này, đầu kẹp 13 nhá. Đó. Đâu đó cho bà này. Đầu 13 đó. Máy rất là mạnh. 18 cấp trượt, 1 cấp khoan, 2 chế độ nhanh chậm. Mọi người kéo cái này cho hết nha, không nó bị tuôn giống đấy nha. Dễ hư giống á, mấy cái này. Đó. Đây nè, đây nè. Okay. Đây, chỗ này nó phải chịu ở đây nè. Đó.
cái đồ này rất là nhẹ, vặn này rất là êm này. Đó, thấy chưa? Máy ngoại hình con rất là đẹp nha mọi người. Ngoại hình con rất là đẹp, máy gần như mới á. Con này thì thân máy phiên bản 750. Thân máy. Con này đây là cục pin, là cục pin tệ của mình nha mọi người. Mình chỉ về thân máy thôi, mình không có vỏ pin. 750. Thôi mà 700 cho nó lè đi. 700 mà ta. Ok, 700 luôn. Mình còn lè cho nó ra đi. À, số 10. Thân máy 700. Kỳ kèo chưa 500 ngàn. Mới nói thật là những kỳ giá này á, là mình đã tính là trừ tiền ship ra rồi. Cho nên giá nó như thế này. Còn mọi người kéo xài sáng bao ship, tại sáng bao ship cho tôi. Bao ship thì đơn giản mình ghi vô đây 750. Đúng không? 750 thì bao ship cho mọi người, mình còn dư nữa. Dư nữa. Nhưng mà thật ra con ở thì ship thì khoảng 30-40 ngàn, có khi 40 mấy ngàn. Đây, con này bot 18V. Con này không chịu than. Rồi nó còn có cái chi đây là điều khiển này. Điều khiển mình thấy điều khiển là từ thì wifi, chứ có cái nút wifi đấy nữa này. Đó, nó bị gãy ở đây mọi người này. Gãy ở đây. Ở đấy thì mình thấy ở đấy á, là nó đã có cái dấu 52 hay nói chung là kéo. Bên Nhật thì nói chung kéo chứ mình biết, mình chỉ biết kéo 52 thì mình nói kéo 52. Nó dán này đấy nữa này. Đó, nó dán chỗ này. Nhưng mà chỉ gãy một mặt đấy thôi. Rồi nó có gãy chỗ nào nữa không ta? Hình như thấy không. Ở chỗ này thì nó bị mẻ cái này. Mẻ cái này là cái mà cái phế để giữ cái đầu tiếp á mọi người. Cho nên cũng không sao. Kiểu ở chỗ này vẫn còn, phần cơ bản thể bản được, chỗ này cái phế giữ đầu tiếp thôi không sao. Ở giữa này con bật vít được này mọi người này. Giữa này bỏ cái ở giữa giữa này này là bỏ cái đầu bật vít này. Đó, được chưa? Đó. Bật vít bộ này. Bật vít bộ này, đèn này. Ngoại hình thì hơi xấu. Con này 18V mà mình có pin 18V, mình thử thì mình thử pin 14 nha mọi người. Không có pin 18V, thử thì mình thử pin 14. Ủa. Thử pin 14. Sao không chạy ta? Nó chớp chớp đèn đấy mà thấy nó không chạy, nó chớp chớp nơi chỗ bảo pin á. Hay cho pin ta. 18 mình bỏ pin 14. Thì hiện tại thì mình thấy nó không chạy. Mình không biết là do pin 14 máy 18 bỏ pin 14 không chạy hay là do cái nó cái này này. Xoay qua đây là khóa. Xoay đi để mở, thử mở được rồi. Nói chung là máy chết. Máy chết nhá. Con này không chỗ than nha mọi người. Có điều khiển wifi đâu chi ở đây này. Rồi là 18V. Máy chết. 700 các bạn biết phép sửa. Con này vừa bản bộ giống với bản vích. 650 đi, à 700. 650 cũng được. 650 đó, nhanh, gọn rồi đấy. 11. 650. Đó, về mọi người biết sửa nhá. Ba khoản này, à ba khoản này thì tới ba này trước đây để lấy cục pin thử. Ba này. À con này là Makita TP130. TP130 nha mọi người. TP130, con này thì ngoại hình là mình là thẳng nha, là đẹp nhưng mà nó bị tróc cao su. Bị tróc cao su nên nhìn như thế này nhưng thật ra là nó đẹp chấm chấu. Là con này bốn chức năng mọi người biết rồi. Khoan thì có nhanh chậm. 1 này, 2 này. Được chưa? Rồi để qua chế độ là bàn vít búa. Ok, qua tới đây là chế độ khoan búa. Qua chỗ đây, đây là chế độ bàn vịt trượt. Bàn vịt trượt là sử dụng với mấy cái này. Đó, bốn chức năng. Được chưa? Máy thì ngon. Điều tốc thẳng ok. Đảo chiều ok. Được chưa? Mọi chức năng ok. Đó.
đèn sáng. Nó đi kèm với cục pin này mọi người này. Cục pin Makita 14V. Cục pin này thì nó về trong kia hàng Nhật của mình. Nó ghi 14V 6A. Nhưng mà thật ra mình nghĩ cục này chỉ khoảng 4-5A thôi. Vì cục này là Trung Quốc nó đóng này. Retail mọi người này, retail này. Trung Quốc nó đóng cho nó xuất Nhật thôi. Nên là mình nghĩ chất lượng cái này thì ngang với pin đóng mới của mình thôi, chứ không phải pin riêng của Nhật đâu. Thì mình thấy là này, nó vẫn bảo 4 đèn bình thường này. Đó, bảo 4 đèn bình thường. Bỏ vô đây xài bình thường. Đó. Mình cũng thấy nó đóng pin như thế này. Đó, cục pin này còn ngon hơn nha mọi người. Còn ngon hơn. Này, bảo 4 đèn bình thường ngon hơn nhá. Chà, thì mình bán nguyên cả cái này 900. 900. 900 thì thay nó con máy này khoảng 600 ngàn này. 900 nha mọi người. Quá rẻ. À, bao nhiêu rồi nhỉ? Này con này là 11, 12. 12 900. Chưa? Rồi, 13 là con khoán này. Khoan, Makita 14V. Con này có chổi than nha mọi người. Con này thì hình như là hai chức năng thôi chứ không phải ba chức năng đâu. Nhưng mà nó bị mất tém đây này, mất tém đây này. Ok. Đây có dấu hiệu bị nứt này. Đây có dấu hiệu bị nứt này. Được chưa? Rồi đây. Cái đầu kẹp. Đầu kẹp thì vẫn nhúc nhích được nhưng mà nó đang kẹt ở đây. Vẫn nhúc nhích được mọi người này. Nhưng mà nó bị kẹt, bị hèn rỉ chứ đấy. Về mọi người gõ gõ nó ra. Rỉ sét này. Ở trên cái đầu này. Ở trên cái đầu kẹp này. Về mọi người gõ gõ nó ra nha mọi người. Rồi mình sẽ thử nó nhé. Này mọi người nghe tiếng này. Mình kẹt cái gì trong đây rồi. Mình kẹt cái gì trong đấy đâu nhá mọi người. Rồi, bài nó đi, bài sáng đây. Bài sáng đấy nó. À, tăng tăng tăng. Con này bán bao nhiêu nhỉ? Sống thì bán 600. Chết. Chết, bán mày chết đi. 600, 350. 350 nhá mọi người. À, 13. Về mọi người sửa. 350. 350 nha mọi người. Rồi, 14. 14 là con này. À, cái này cái gì ta? À, phải nói là Panasonic EZ75442. Bản vít Multi. Bản vít Multi nha mọi người. Này, cái đầu này còn vàng nguyên này. Mọi người nhìn này. Để mình che lại đó. Ừ, cái này cái đó. Đó, con nguyên sáng bóng, được chưa? Cái tem này con nguyên rồi này, vàng rồi này. Đây cũng nguyên màu vàng rồi này. Cái phiên bản đặc biệt của nó màu vàng gì đó mình cũng rõ nữa. Con này thì made in Japan chứ không phải China đâu. Nhưng mà cái tem bên này nó bị mờ hết rồi. Tem bên này nó bị mờ rồi. Này. Bảo đen này. Ok. Cái này xoay nhẹ này. Đó, xoay rất nhẹ ngon này. Được chưa? Đây chế độ bắn vịt búa này. Đây chế độ bắn vịt trượt này. Bắn vịt trượt dùng cái này. Bắn vịt búa kéo về đây. Được chưa? Bắn vịt multi. Con này còn đẹp. Con này 14.4V 7542. Thân máy 700. Đây cũng bình thử của mình nha. Mình bản thân máy thôi nha mọi người. Không có pin để thử máy. À, 14. Thân máy 700. Máy đẹp, ngon, 700. Con này 700 nhiều khi mua không ra đấy. Cái này EZT501. Cưa gỗ. Con này cật gỗ. Cật gỗ 1 tấc 35. Mọi người xem cái tem nó đẹp thế này. Để mình nào. Đó.
đây là tiếng Nhật, nhưng mà thật ra nếu như mà tiếng Anh ấy, thì đấy sẽ made in Japan, nhưng mà nó ghi nói chung là Nhật thì nó sử dụng thị trường nó thì nó ghi tiếng Anh vào đây làm gì à, mình nghĩ là vậy à, tất cả đều tiếng Nhật hết nha mọi người đó đó, mái giói rồi gì đây tên của nó. Nói chung là cưa cắt gỗ á, 1 tấc 35 thì rất là hiếm, chỉ có 1 tấc 1, 1 tấc 25 thôi. Cho dòng 12V này mà 1 tấc 35 thì rất là hiếm, mình chưa thấy bao giờ, mới thấy một con này thôi. Để xem nào này. Rồi ok, không mẻ đằng nào nha mọi người. Cái này là 30 răng mà không mẻ đằng nào. Rồi 1 tấc 35, 30 răng không mẻ đằng nào. Được chưa? Rồi biết test thử nó. Test thử nó. Con này ngoại hình máy rất là đẹp nha mọi người. Ngoại hình máy rất là đẹp, về mọi người vệ sinh lại là đẹp lắm. Thổi bụi thôi cũng đẹp này, không cần phải vệ sinh đâu. Ngửi cũng còn ngon nữa nhá. Hiếm. Con này nâng hạ bàn được nhưng mà không nghiêng, à có nghiêng, có nâng hạ có nghiêng luôn. Xíu mình nâng hạ nghiêng cho mọi người xem. Đó, chạy mạnh có thắng. Ok, chạy mạnh có thắng. Con này thân máy vỏ pin. Vỏ pin cam sao động pin nha mọi người. Cái vỏ pin của nó con chạy ở yếu kia nó đi. Con này là con số 10 15 600 thân máy vỏ pin. 600 nha mọi người, thân máy vỏ pin. Này, nâng hạ bàn này. Đó. Nghiêng này. Nghiêng thì mọi người xả đây. Đó, có cái cử chế độ ở đây. Rồi, bàn. Bàn thì phẳng, bàn phẳng nhau đấy, bàn thẳng. Bàn mà ít xước như thế này thì có nghĩa ít sai nhá. Rồi, tới đây là kết thúc video của mình ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mọi người theo dõi video của mình.